Xin chào tất cả các anh em, mình là Tiếu Ca. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu cách nâng lực chiến sao cho hiệu quả. Vấn đề tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đấy là thần binh. Về thần binh thì chúng ta có những cái lưu ý nhỏ như sau. Đấy là chúng ta sẽ sưu tập nhiều chủng loại thần binh, giữ lại thần binh có nhiều dòng. Mỗi loại thần binh thì chúng ta sẽ đều tăng bậc, nhưng mà chúng ta chủ yếu cộng vào 1 đến 2 thần binh chính hay sử dụng, và những thần binh khác thì chúng ta chỉ cộng vào một ít. Để làm gì? Để chúng ta sẽ kích hoạt chỉ tiêu cộng thêm cho nhân vật về sinh lực, tấn công và phòng thủ. Đấy là ba lưu ý nhỏ đầu tiên chúng ta cần lưu ý khi dùng thần binh. Rồi, về phần tẩy luyện thần binh như thế nào? Tẩy luyện thần binh thì chúng ta sẽ không dùng những thần binh có nhiều dòng để tẩy luyện, mà chúng ta tận dụng thần binh không có dòng để tẩy luyện, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng những thần binh có ít dòng. Đấy, để muốn biết cái thần binh nào có nhiều dòng hay là ít dòng thì chúng ta sẽ vào một thần binh và nhấn giữ cái thần binh đấy, thì nó sẽ hiện lên cái bao nhiêu thuộc tính cộng thêm, chúng ta sẽ lựa chọn dễ dàng hơn. Đấy, ví dụ như ở đây thì mình sẽ tẩy luyện một lần mẫu cho các anh em. Đây, chúng ta sẽ chọn thần binh. Đây có một thuộc tính này. Đấy, ta sẽ chọn. Đây nó cũng một thuộc tính. Đây, cái tỷ lệ thành công là 100%. Mỗi lần tẩy luyện thần binh thì chúng ta sẽ mất vàng, và chúng ta nhấn vào tẩy luyện. Đấy, tẩy luyện thành công thì của mình đang ở đây là 5 dòng. Cũ là 5 dòng và sau khi tẩy được 4 dòng. Đấy, thì chắc chắn tăng sao nhá, chắc chắn là tăng sao. Nhưng mà những cái thuộc tính tẩy luyện mới ra thì chúng ta có thể lấy hoặc không lấy. Nếu mà lấy thì anh em nhấn vào nhận mới, và không lấy thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Và ở đây cái dòng trước khi tẩy tốt hơn, nhiều hơn. Đấy, thì mình sẽ giữ lại trước khi tẩy. Và sao thì sẽ chắc chắn là tăng rồi. Cách sử dụng thần binh như thế nào? Thì là hoạt động nào thì dùng thần binh thích hợp cho hoạt động đó. Ví dụ chúng ta đi tỉ võ solo chẳng hạn, chúng ta nên dùng những thần binh hồi máu. Hoặc là khi đi hoạt động quần chiến thì chúng ta nên dùng những thần binh có hiệu ứng rộng, bất lợi cho đối phương. Ví dụ như là giảm chính xác hoặc là gây hôn mê. Đấy là những cái thần binh có hiệu ứng rộng và gây bất lợi cho đối phương. Hoặc là khi cần dứt điểm mục tiêu chẳng hạn, thì chúng ta dùng thần binh tăng đam. Rồi, đấy là cái cách sử dụng thần binh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về kinh mạch. Thì thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng hai mạch, đấy là đốc mạch và dương duy mạch. Đốc mạch thì để lấy sát thương, còn dương duy mạch thì để tăng khả năng chống chịu. Thời điểm đầu thì sát thương chưa cao, ta sẽ dùng đốc mạch để lấy sát thương để đi các hoạt động và đi farm chẳng hạn, hoặc là đi PK. Đấy. Sau này khi mà đã có nhiều sát thương từ các nguồn khác, ví dụ như là trang bị, nội công, võ học, vân vân, thì ta có thể chuyển qua dương duy mạch để tăng khả năng chống chịu. Đấy. Thì có một lưu ý là chúng ta sẽ tập trung nâng một kinh mạch trước cho full, chứ không nâng dàn trải nhiều kinh mạch cùng một lúc. Đấy, và cũng hạn chế mắc cái sai lầm hay mắc phải, đấy là đang nâng mạch này rồi mà chúng ta lại tẩy đi nâng mạch khác. Đấy, nếu mà mới nâng được một chút thì chúng ta chấp nhận, có thể tẩy lại được. Nhưng mà nếu đã nâng được một phần thì các bạn cứ nâng tiếp lên, nâng tiếp cho hoàn thiện một mạch, rồi sau đó chúng ta sẽ nâng sang những mạch khác sau. Đấy, chứ không đang từ mạch này chúng ta chuyển qua mạch khác, như vậy rất tốn chân khí và bạc. Đối những ạc cày chay hoặc là ít nạp thì chúng ta cũng có thể lựa chọn tăng dương duy mạch ngay từ đầu để tăng khả năng sống sót và tối ưu hóa cái lượng chân khí nhận được. Đấy, đấy là về kinh mạch. Về hiệp khách thì các bạn sử dụng như thế nào? Hiệp khách thì cũng tùy vào hoạt động nào thì chúng ta sẽ lựa chọn hiệp khách cho hoạt động đấy. Ví dụ khi đi quần chiến thì chúng ta sẽ nên sử dụng dàn hiệp khách tăng phòng thủ và miễn sát thương cho nhân vật, để tăng sức chống chịu cho nhân vật và nhân vật chúng ta sẽ tồn tại lâu nhất. Trừ trường hợp các bạn là đam chính thì là chúng ta cần build sát thương cao để giết được nhiều địch.
nhất. Đấy. Rồi đi solo cây ca thì chúng ta nên sử dụng dàn hiệp khách 3 công 1 thủ hoặc là dàn 2 công 2 thủ chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ vừa có sát thương và vừa có khả năng chống chịu. Rồi cách chọn hiệp khách như thế nào? Thì sẽ có hai cách chọn hiệp khách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ chơi theo bộ, ví dụ như là bộ Yến Vân hay là bộ Cầm Kỳ Thi Họa. Đấy, hiện tại thì hai bộ này thì là mạnh, rất là mạnh, và đặc biệt là bộ Yến Vân. Đấy, thì là nếu chúng ta chơi theo bộ được thì sẽ tối ưu tư chất của hiệp khách. Và cái chơi theo bộ này thì dành cho những anh em có điều kiện kinh tế, tại vì build hiệp khách theo bộ tốn rất là nhiều. Rồi, nếu mà chúng ta không có điều kiện kinh tế thì chúng ta cũng có thể chơi hiệp khách theo tư chất và lựa chọn những hiệp khách có tư chất thích hợp. Ví dụ anh em đi tham gia tỷ võ solo mà muốn dồn đam bằng combo tuyết trai kiếm chẳng hạn, vậy thì anh em sẽ cần phải sát thương kiếm cao, bảo kích cao. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn hiệp khách tăng sát thương kiếm, ví dụ như là Công Tôn Mộ Bạch hay là Nhân Trì chẳng hạn. Đấy, đấy là về cách chơi hiệp khách. Rồi, để học skill hiệp khách như thế nào, chúng ta sẽ ưu tiên những kỹ năng gây hiệu ứng bất lợi cho địch, ví dụ như là gây hôn mê hoặc là phá ngự hoặc là giảm chính xác vân vân. Đấy là những hiệu ứng gây bất lợi. Rồi, hoặc là những kỹ năng có lợi cho mình cùng hảo hữu, ví dụ như là búp bá thể cho chủ nhân và giảm sát thương phải chịu hoặc là hủy trạng thái khống chế chẳng hạn. Đấy, đấy là những kỹ năng có lợi cho mình cùng hảo hữu. Rồi, cách tăng tư chất hiệp khách như thế nào, thì là chúng ta sẽ ưu tiên tăng sinh lực và phòng thủ trước và tăng tấn công sau. Để làm gì? Để tăng khả năng chống chịu, giúp hiệp khách tồn tại lâu nhất trên sân. Và hiệp khách tồn tại lâu nhất trên sân thì là sẽ gây được nhiều hiệu ứng và mang lại nhiều lợi thế hơn cho các bạn. Đấy là về phần hiệp khách. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về gia công trang bị. Đầu tiên thì về phần cường hóa. Thì về phần cường hóa này thì khá đơn giản. Thế là anh em có bao nhiêu thì anh em cứ cường hóa lên bấy nhiêu. Và nếu mà có điều kiện thì cứ cường hóa đều. Đấy, còn không thì cứ món nào tăng được bao nhiêu thì anh em cứ cường hóa bấy nhiêu. Rồi, tiếp theo là khai quang. Thì cần chú ý như sau. Khai quang thì là các nguyên liệu khai quang thì anh em tăng dần. Đấy, cái nguyên liệu khai quang này thì anh em tăng dần. Tránh tình trạng là một món cấp nguyên liệu quá cao, còn các món khác thì cấp nguyên liệu lại quá thấp. Ví dụ như là một món cấp nguyên liệu cấp 10 chẳng hạn. Đấy, nhưng mà món khác thì cấp nguyên liệu cấp 1, cấp 2. Đấy là về phần khai quang. Đấy. Tiếp theo là gia hộ. Thì là gia hộ thì anh em gia hộ đồng đều các món để kích hoạt bậc gia hộ, và không gia hộ một món quá cao, một món quá thấp, thì như vậy chúng ta sẽ không kích hoạt được cái bậc gia hộ. Để biết thêm là cái bậc gia hộ cộng thêm những gì thì anh em vào cái phần bậc gia hộ ở dưới. Đấy, nó sẽ hiện lên là gia hộ bậc 1, bậc 2 được bao nhiêu, nó sẽ cộng thêm bao nhiêu thì anh em sẽ biết được. Đấy, đấy là về phần gia hộ thì chúng ta gia hộ đồng đều. Về phần tôi luyện thì anh em có một lưu ý nhỏ là không nhất thiết cứ phải sử dụng thuộc tính cam. Nhiều anh em cứ thấy dòng cam là chọn, thì ở đây mình khuyến khích là không nên như thế. Đấy, chúng ta sẽ chọn cái thuộc tính quan trọng chúng ta lấy. Tôi luyện như thế nào cho đúng thì anh em tôi luyện như sau. Tất cả các món nên có 3 thuộc tính sau. Thuộc tính thứ nhất, đấy là thuộc tính đặc biệt. Rồi, mỗi món sẽ có một cái thuộc tính đặc biệt riêng, và anh em muốn biết cái thuộc tính đặc biệt của món đấy là gì thì anh em vào phần tôi luyện, kích vào phần xem. Đấy, cái dòng trên cùng ấy sẽ là thuộc tính đặc biệt. Rồi, thuộc tính thứ hai đấy là tấn công. Thuộc tính thứ ba đấy là phòng thủ. Đấy, còn hai cái thuộc tính còn lại thì nên để như sau. 5 món bên tay phải thì anh em để 2 dòng sát thương vũ khí anh em hay sử dụng
Ví dụ mình thì là mình sẽ để sát thương chiến thủ và sát thương kiếm, nghĩa là hai cái dòng sát thương vũ khí mình hay sử dụng. Năm món bên tay trái thì nên để một dòng là miễn sát thương chiến thủ, tại vì võ học chiến thủ anh em hay sử dụng rất nhiều nên chúng ta sẽ để miễn sát thương chiến thủ. Một dòng nữa đấy là miễn một cái sát thương còn lại, thì tùy anh em thấy mình hay gặp đối phương hay dùng sát thương gì để đam mình thì anh em để miễn sát thương đấy. Ví dụ là miễn sát thương kiếm, hoặc là miễn sát thương song thích, hoặc là miễn sát thương đao. Đấy là về phần tôi luyện các dòng. Rồi, cộng điểm tôi luyện như thế nào? Cộng điểm tôi luyện thì anh em cũng cộng đều vào các dòng và cộng đều các món. Đấy. Ví dụ như là cộng đều vào các dòng tấn công, phòng thủ hoặc là sát thương. Đấy, để anh em cứ cộng đều, cùng cộng lên 5 hoặc cùng cộng lên 10. Và tất cả các món này cũng phải cộng đều nhau. Tránh trường hợp đấy là giả sử vũ khí các anh em cộng vũ khí các dòng lên 50 chẳng hạn, nhưng mà cái áo chẳng hạn, cái áo thì anh em vẫn để cộng 5 cộng 10. Đấy, như thế thì cũng tránh cái trường hợp đấy. Đấy là về phần tôi luyện. Tiếp theo là về tẩy luyện. Tẩy luyện thì có hai cách tẩy luyện và chỉ đồ tuyệt thế mới có thể tẩy luyện nhé. Có hai cách tẩy luyện như sau. Đấy là tẩy luyện theo thuộc tính đặc biệt cộng thêm. Đấy là các dòng màu xanh. Thì anh em vào phần xem này, để xem các món đấy có thể tẩy luyện được những dòng nào. Chúng ta sẽ lựa chọn lấy những cái dòng nào có thuộc tính quan trọng. Ví dụ như là vũ khí chẳng hạn. Vũ khí thì có những dòng quan trọng, ví dụ như là sát thương thực, bạo kích, bạo thương hay là bỏ qua phòng thủ. Đấy là theo mình có những dòng quan trọng như thế. Thì có thể lựa chọn ít thuộc tính nhưng mà quan trọng, còn hơn là lấy nhiều thuộc tính nhưng mà không quan trọng bằng. Ví dụ các anh em tẩy luyện vũ khí có 5 dòng cũ là nội lực, bỏ qua miễn ngự chiêu, tấn công, sinh lực, kháng phong chiêu chẳng hạn. Đấy, nhưng mà khi anh em tẩy luyện mới được 3 dòng thuộc tính là sát thương thực, bạo kích, bạo thương thì mình sẽ lựa chọn là lấy thuộc tính tẩy luyện mới, tại vì mình cảm thấy nó tốt hơn. Cách tẩy luyện thứ hai đấy là tẩy luyện theo hiệu quả, đấy là các dòng màu vàng. Rồi, khi nào thì chúng ta dùng cách thứ hai? Khi anh em cần tẩy luyện tập trung vào một hiệu quả nhất định và số lượng các món cần tẩy luyện càng nhiều càng tốt để tăng cái hiệu quả đấy lên. Ví dụ điển hình nhất đấy là khi sử dụng khai thái cực, võ thái cực quyền mà muốn địch bị hôn mê thì chúng ta cần tẩy luyện đồ tuyệt thế có hiệu quả, đấy là khai thái cực, một đòn chính xác thêm hiệu quả hôn mê. Và thời gian hôn mê càng lâu càng tốt, tối đa là 1 giây. Và càng nhiều món có dòng này thì thời gian hôn mê đối phương được cộng dồn càng lâu. Đấy. Hoặc là một cái ví dụ điển hình thứ hai, đấy là anh em sử dụng nội công vô tâm kinh mà muốn hút nội lực của đối thủ. Đấy, thì chúng ta cũng tẩy đồ tuyệt thế có cái hiệu quả là vận hành vô tâm kinh, mỗi lần sát thương mục tiêu hấp thu điểm nội lực của mục tiêu. Đấy là cái cách tẩy luyện thứ hai. Tiếp theo về bảo bối, tức là con cái, thì có một cái nhận xét ngắn gọn như thế này. Đấy là bảo bối phải có thiên phú cao thì mới có hiệu quả. Còn khi mà anh em chơi bảo bối mà thiên phú thấp thì nó không có hiệu quả rõ rệt đâu. Đấy, thì quan trọng nhất là thiên phú của bảo bối. Đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đường thiên phú cộng các chỉ số quan trọng để chúng ta nâng. Đấy, trước khi nâng thiên phú thì chúng ta sẽ kích chọn vào những cái điểm này để xem thiên phú đấy nó cộng cái gì, và chúng ta sẽ lựa chọn cái đường thiên phú cộng sao cho tốt nhất. Đấy, để riêng về phần bảo bối thì chỉ có lưu ý ngắn gọn như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về luyện thể. Thì luyện thể chỉ có một lưu ý như thế này, đấy là tăng cảnh giới càng nhanh càng tốt để tận dụng áp chế cảnh giới luyện thể lên đối phương. Tức là cấp luyện thể của chúng ta cao hơn đối phương một tầng thì sát thương nhận được sẽ giảm đi 0,5%.
Đấy. Thế thì muốn tăng cảnh giới nhanh nhất thì là chúng ta sẽ khiêu chiến quần anh đúng bậc luyện thể của mình để nhận được tôi thể đơn đúng bậc nhiều nhất. Từ đấy chúng ta sẽ tăng cảnh giới nhanh nhất. Ví dụ tôi đang ở tôi thể cảnh thì tôi sẽ chỉ khiêu chiến quần anh tôi thể cảnh và không nên khiêu chiến dịch cân cảnh hay là đoạn cốt cảnh vội. Đấy. Trừ cái trường hợp là tôi chuẩn bị nhá, tôi chuẩn bị lên dịch cân cảnh mà tôi còn thừa quá nhiều lượt, không còn cái quần anh tôi thể cảnh nữa thì tôi chấp nhận mất một vài lượt khiêu chiến đấy cái dịch cân đơn, nhưng mà đấy là chỉ số lượng ít thôi, không nên khiêu chiến nhiều. Đấy, đấy là về phần luyện thể. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần thú cưỡi. Thì thú cưỡi có những điểm lưu ý như thế này là chúng ta sẽ tập trung nâng thú cưỡi có cộng thêm các dòng thuộc tính quan trọng. Thông thường một con thú cưỡi nó sẽ cộng vào các dòng là sinh lực, tấn công và phòng thủ, nhưng mà một số con nó sẽ cộng vào các chỉ số ví dụ như là sinh lực, tấn công và chính xác chẳng hạn đấy, hay là sinh lực, phòng thủ và miễn ngự chiêu đấy. Như con thú cưỡi này thì là nó có cộng thêm những cái dòng quan trọng đấy, thì anh em tập trung nâng nó lên trước so với những cái con thông thường kia. Rồi thứ hai nữa là chúng ta sẽ đầu tư vào thú linh. Anh em nào có điều kiện thì có thể dùng giao long linh hoặc là hùng sư linh, còn nếu mà không có điều kiện thì chúng ta dùng mã linh cũng được, hổ linh cũng được đấy, nhưng mà cứ đầu tư vào một cục thú linh để lấy điểm sinh lực và sát thương rất là tốt đấy. Rồi tiếp theo nữa đấy là chúng ta sẽ tăng thú đơn lên để lấy điểm sinh lực tối đa này, rồi điểm bỏ qua phòng thủ và điểm tấn công. Vậy thì thú đơn này thì nhận được rất là dễ, đấy là anh em chơi gia viên, cái phần thú lâm của gia viên. Đấy, mỗi ngày thì anh em có thể nhận được ngẫu nhiên hoặc là thú đơn hoặc là thức ăn dị thú, nhưng mà các anh em cứ chơi gia viên lên thì là rất là tốt. Đấy là về phần thú cưỡi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về tâm pháp. Thì tâm pháp thì chúng ta sẽ tập trung nâng một tâm pháp hoàn thiện thay vì nâng dàn trải nhiều tâm pháp. Bởi vì để kích hoạt được một tâm pháp thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu tất cả những võ học lên bậc 10 trên 10 thì mới sử dụng được tâm pháp đấy. Vậy thì chúng ta sẽ dồn tất cả những cái điểm tâm đắc võ học để dồn vào một tâm pháp cho nó hoàn thiện để sử dụng. Rồi sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu những cái tâm pháp sau. Đấy, đấy là điểm đầu tiên. Tiếp theo đấy là trang bị càng nhiều tâm pháp càng tốt. Thông thường thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng được một tâm pháp và chúng ta có thể kích hoạt thêm hai hoặc ba tâm pháp nhờ vào những cuốn tâm pháp bí điển. Thì anh em có điều kiện thì chúng ta sẽ mua những cái cuốn tâm pháp bí điển đấy để kích hoạt thêm cái tâm pháp cho mình sử dụng thì sẽ có lợi hơn. Và sử dụng những tâm pháp nào chúng ta cần chỉ số phòng thủ thì chúng ta sẽ tăng hoặc là dùng cái tâm pháp vật ngã lưỡng chí sẽ tăng phòng thủ. Đấy, hoặc là chúng ta cần tấn công, cần điểm tấn công thì chúng ta sẽ dùng cái tâm pháp nhất tiếu khuynh thành. Đấy, hoặc là ví dụ như dùng cái tuyệt sở phùng sinh sẽ giảm sát thương phải chịu. Đấy, hoặc là dục huyết trùng sinh để hồi sinh lực. Đấy, đấy là những cái tâm pháp hay sử dụng. Thì anh em cứ kiểm tra trước những cái điểm tâm pháp này thì có tác dụng gì thì chúng ta sẽ nâng cái tâm pháp đấy trước và dùng cái tâm pháp cho nó hợp lý. Đấy là về tâm pháp. Trên đây là phần 2 hướng dẫn tân thủ giúp anh em tìm hiểu cách nâng lực chiến hiệu quả. Rất mong anh em tiếp tục ủng hộ và có những góp ý chân thành để những video sau được chất lượng hơn. Anh em có yêu cầu mình làm hướng dẫn về vấn đề gì thì trực tiếp comment yêu cầu ở bên dưới. Nếu thấy bổ ích thì cho mình xin một like để lấy động lực và ra những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của mình để nhận được thông báo khi có video mới và hãy chia sẻ cho nhiều anh em khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.